Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và ngày hôm qua đó các bạn thì mình đã bắt về được một cái con đại con chim thần các bạn. Con thằng lằn bay nè. Đó nên bên trong tập ngày hôm nay mình sẽ sử dụng em nó để đi khám phá mới các bạn. Nhưng mà trước khi đi khám phá đó thì hôm nay mình cũng đã đủ level để mình học cái Bola xịn rồi các bạn. Đây, Bola của Gaia có hai loại luôn các bạn. Cái loại này thì được chế tạo trong cái bàn để chuyên đi săn bắn ở trong này nè. Bên trong này thôi. Đây các bạn. Bola, hai cái Bola luôn á. Cái Bola này cần có cái xô, cái này mình đủ rồi các bạn. Mình sẽ giúp luôn một cái nha. Còn cái phía bên đây nó cần có cái gì đó, cái cục gì nữa bạn, cục gì xanh xanh như này nè, cái nụ à. Ở nhà liên quan tới cây trồng đó bạn. Cái này nó tên là Flat gì ha, để mình tìm thử đây. Flat trên này cái. À nó có hạt giống ở trong này nè các bạn. Còn có hạt giống của Nacoberry nè, bông hiếm với lại nấm. À vậy là mình phải đi tìm bông hiếm với lại nấm mà các bạn. Vậy là phải đi tìm nấm mới có thể chế được cái Bola này ha. Ở trong cây rồi bắt đầu lấy nụ của nó các bạn. Cái đó mình mới có thể làm được ha. Vậy hiện tại là mình chỉ có được cái Bola này thôi. Bola này là cooldown trong vòng 5 giây các bạn. Vậy là mình có thể sử dụng hoài luôn ha, để thử ha. Quăng thử một cái các bạn, coi có nó hồi phục trở lại không. À nó hồi lại trở lại nè các bạn. Còn nhiều sao quăng không được nữa ha. Quăng thêm một cái nữa thôi. À được nè các bạn. Vậy là cứ 5 giây là mình có thể quăng được một lần, 5 giây mình quăng được một lần các bạn. Cái Bola này giống như kiểu Bola bất tử luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên đường đi khám phá thôi các bạn. Thử sử dụng con thằn lằn bay của mình á. Và hôm nay có cục hến gần nhà. Cục mình chắc yêu cầu level cao lắm nè. Mình hiện tại là level bao nhiêu rồi? Mới có 37 các bạn. Chưa lên được 40 nữa. Con này mình sẽ cho lên thêm một chút tốc độ đi các bạn. Rồi đi vòng vòng thôi. Xung quanh nhà của mình hôm nay an toàn lắm á. Ngày hôm qua có con Rigan. Đó, Rigan nè. Ui, rồi tốt nhất không đụng như nó ha. Bữa nay thì có mấy con Pizet nữa nè. Mấy cái Ingress này thì thôi đi luôn các bạn. Bây giờ thì mình chắc là chưa đủ chế tạo Ingress thôi. Để coi Ingress cần có level như đây. Ủa hình như 70 mấy rồi các bạn. Ingress dưới này nè. Hình như 74 là mới được. Bên đây lại có một cái Ingress nữa. Ingress gần nhà của mình nhiều ghê không. Gần nhà của mình là một cái chỗ gì đó mà rất là nguy hiểm. Gigantress được tùm lum tùm la nè. Ủa dưới này có Harry nữa các bạn. Harry level như mình nhớ là của Vanilla là level tới tận đúng các bạn, 69 lần. 69 mình mới bắt được nó ha. Thôi, cho nên hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi khám phá map đi. Trên này có metal nữa, có đá, có obsidian ở trên này. Và ui trời, cục crystal khổng lồ các bạn. Bên kia chắc cuối map rồi ha. Đây, mình nhìn xưa phía bên dưới ha. Đây, có thêm một con hàng lần bay nữa các bạn. Bên đây là cái con Dororet. Dororet này friendly nha. À, con này ở trong những tập đầu tiên mình chạy mình thấy nó nè các bạn. Nó rất là hiền luôn á. Còn phải level 75 lận mới có thể phu phục được. Là con chim thần của mình đây nè. Bên kia mình thấy có thêm một con Gigan nữa các bạn. Nó đang bị... Ủa level 400 luôn hả? Nó đang bị con gì tấn công á. Ủa có Angen nữa các bạn. Đấy Angen thử coi. Angen thử coi level nhiều ha. Angen này thì kéo thuốc lên dư rồi luôn. Ủa 62 là các bạn. Thôi trời. Vẫn chưa đủ level rồi. Có nhiều con xịn quá mà chưa bắt được. Rồi, mình tiếp tục lên đường hả bạn. Mình đi hướng phía bên nào bây giờ đây? Ờ à, đúng rồi, chỗ này đường cùng map này các bạn. Hàng gì có cục crystal bự quá anh. Và chỗ này sao không? Thì da, cục đá bay lơ lửng các bạn. Đây là cuối map rồi nè. Giờ tới đây hết đi được rồi. Dưới này là toàn Gigan. Gigan level 60 nha. Mặc dù là 60 nhưng mà cũng tới tận 80.000 máu các bạn. Đây Gigan này máu nhiều sợ quá. Ui trời. Có cả con tinh tinh khổng lồ các bạn. Godzilla. Rồi con này nó tem rồi. Coi chắc đánh nó chắc được cái gì á. Máu nó đâu có nhiều bằng Gigan đâu. Máu nó đâu có ta có nhiều 60 à, có 50 mấy ngàn các bạn. 57.000 máu thôi. Rồi nhìn đã đánh để lấy đồ rồi. Nhìn thấy gớm quá. Đi mình à, hôm nay các mình sẽ tìm con gì đó farm các bạn. Như là Ankylo hay là Doi gì đó các bạn. Để mình có thể farm được á. Sắp tới còn xây dựng căn cứ nữa chứ. Hiện tại nhà mình có con để farm berry rồi. Chỉ còn thiếu farm đá, farm mây tàu rồi nữa các bạn. Để có thể xây nhà được rồi. Chỗ này là chỗ của bên Hải Ly nè. Ủa trời bên Hải Ly. Hải Ly để farm gỗ thôi. Mình đây con red nữa hả. Ủa red 500 mấy luôn các bạn. Ok ghi nhớ đây nha. Có con red 500 mấy. Sao đây đủ level để chế tạo yên cưỡi đó các bạn.
mình sẽ qua phía bên đây để mình bắt nó ăn. Còn phía bên kia hình như là sa mạc rồi các bạn. À, vậy là đi dọc theo hướng này các bạn, theo của cái rìa của cái map rồi anh, là mình sẽ đến được với lại khu bên kia là khu sa mạc. Rồi sa mạc chắc hay có mấy con Doi Ankylo đó bạn để farm á. Được 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 đó nha. Rồi ra tới phía bên này là cái à, phải mình cho con này nó nghỉ mệt cái đã các bạn, nghỉ mệt lấy stamina lại ăn. Ở phía bên ngoài này mình thấy có một cái khu gì đó nhìn lạ lắm các bạn, gần với sa mạc ăn, nhìn rất rất là lạ luôn á. Mình chờ đợi con này hồi phục stamina các bạn, rồi sau đó thì lên được đó. Nó hồi phục cũng rất là nhanh đó, nó bay hơi chậm một chút thôi nhưng hồi phục rất là nhanh. Dưới này có thêm một con tinh tinh nữa nè các bạn. Chà, mấy con tinh tinh mình spawn cũng nhiều ghê ăn. À, dưới này là rừng nấm, dưới này chắc là đầm lầy hay gì đó các bạn, mà nhìn cái này chắc sương mù á, nhìn mù mịt dữ lắm luôn á. Rồi xuống dưới này lạnh luôn các bạn, sương mù nhiều quá cho nên mình xuống dưới này cũng cảm thấy lạnh luôn nè. Đây thì có mấy con heo luôn hả, vậy là dưới này không phải là khu an toàn các bạn, rất rất là nguy hiểm á. Ui ui, à, dưới này có một cái tàn tích hay gì nè. Wow, có rùa ở trong này á, có mấy con thú ở trong này nè. Ở dưới này thì cái gì ấy vậy, trong này mình có thể farm được nấm đó bạn. Để thử coi, chặt đây. Vậy là mình sẽ có được, đây có nấm rồi các bạn, vậy là có nấm ha, chỉ còn thiếu bông hiếm nữa thôi. Sẵn trên đường đi mình thấy mình sẽ farm được ít rồi. Ở đây thì mình có lượm được không? Ở đây nó không cho mình lượm các bạn. À đây mình lượm được nè, nhưng mà nấm này nấm bình thường thôi, còn có từ gọi nấm mình đây, mấy cái gì để mình farm luôn. Đây à. Hồi nãy là như mình cần có 5 hay là 10 nấm gì đó bạn, chỉ là phải chặt nhiều nhiều chút không. Cái này hai cây nấm dính lại với nhau luôn nè. Cái hạt giống này thì còn à 10 nấm là đỡ bạn, bông hiếm thì 15 cái á. Bông hiếm thì hiện tại là chưa tìm được chỗ để farm, cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá thêm các bạn. Dưới này sương mù khó nhìn quá anh. Vậy là hơn dưới này là kiểu như đầm lầy rồi, kế bên sa mạc là một khu đầm lầy ở phía bên dưới một cái vực. Còn trên này ui trời trời, ở trên sa mạc các bạn, cái spawn rất rất là nhiều thú ở trên này nè. Wow, sa mạc ấy anh dùng được cái gì á. Wow, tức thể giải con rồng đó bạn, Guardian Dragon nè, level 600. Ờ, chắc là mấy con Guardian như rùa đó bạn, mấy con Tero chết đi nè ăn. Cái nó spawn để con này nè. Cơ chế cái mod này giống giống mấy mod Eternal bạn. Thôi một con gì đó chết đi, nó có tỷ lệ spawn được một con mới. Wow, nó phun lửa giống lửa của lửa tím này, lửa giống mấy lửa nha. Lửa Infernal bạn, đúng rồi, giống lửa Infernal á. Ôi trời, nó bị mất tiêu rồi. Rồi, nó bị ép, nó bị rớt mát thì sao, biết mất tiêu luôn rồi. Bên đây có cả Summon Sword rồi nữa các bạn. Mấy con Guardian toàn là level 600 không á. Nó sẽ bên mặc định là 600 hay sao á. Này gấu rồi nè. Guardian mấy con dự báo bão cát cũng có nữa. Dưới này có thịt hả? Chúng ăn hôi, chúng ăn hôi. Đó, chúng ăn hôi được ít thịt rồi sau đó thì lên phía bên trên. Bên đây con kangaroo bị, trời ơi, con gì nó dí á, cái hệ gì mà nó giống kiểu tàn hình nữa nè các bạn. Allosaurus level 500 luôn hả? Bên đây toàn thứ dữ không anh, mà ngoài chỗ này sao nó spawn nhiều quá anh. Bây giờ mình sẽ đi sâu trong cái sa mạc các bạn, khám phá thử coi. Ở sâu trong này thì nó lại ít á, chắc là do trong này nó nóng quá sao. Đúng rồi bạn, nóng thiệt các bạn. Vô trong này bắt đầu mình thấy nóng á nè. Mình có đủ mình chế tạo cái bộ giáp không, chế tạo thêm cái nón các bạn, để mình học luôn cái bộ giáp cỏ bạn, giáp cỏ cho nó đỡ nóng ăn. Rồi cái này thiếu à, thiếu fiber rồi, ra một cái lui lui ra một cái, nóng bắt đầu mất máu luôn các bạn, vô trong đó chịu không nổi ăn. Thêm một con nữa nè, con này level 140 ăn, hình như nó mới spawn lên luôn á. Mấy con như có hào quang phát sáng nó lên nhìn ghê vậy, cái chiêu gì á. Bây giờ thì mình sẽ đợi cái nón như vậy các bạn, cho đỡ nóng hơn ha. Phía bên đây thấy hiệu ứng gì tùm lum hết nè, tụi nó đánh lộn chí ché ở phía bên dưới nha. Vậy là chỗ này có cái khu rừng cây để bạn, cái tụi nó spawn quá trời ở đây á, còn trong kia thì do là nóng quá đó cho nên không thấy con nào xuất hiện hết à. Vậy thì mình cứ đi vòng vòng ngoài này thôi các bạn. Đó có con đu y nè, 400 mấy nha, mấy chục ngàn turbo căng như vậy. Level cao thì ngon á, nhưng mà turbo nhiều quá. Bây giờ mình không có gì để mình làm cho nó tăng turbo nhanh á. Ở đây có cây cầu này các bạn, để có thể đi bộ nè. Kề nữa kìa.
Rồi nó quất một cái là nguyên cái cây bên đó là đi hết luôn mà. Thêm một con rồng nữa nè. Có cả Guardian mà kiểu bọ ngựa nữa các bạn. Này đúng rồi, ăn sa mạc mà phải có bọ ngựa chứ. Bây giờ phải ghé phía bên đây các bạn, để mình farm thêm ít fiber nữa đi. Farm ít fiber là sau đó thì mình sẽ làm một bộ giáp các bạn. Giáp bằng cỏ ăn. Qua bên sa mạc cho nó đỡ nóng hơn. Để mình bên đó chứ không xa đâu. Mình có cái liềm này cũng có thể lấy được nè. Nãy tự nhiên cái liềm kia để trong người của mình tự nhiên mất tiêu luôn à. Ui mình có con bò te kìa, bốn mấy ngàn turbo hả? Bò te nó thuộc dạng hung dữ bạn, cùng hệ với lại con khủng long ba sừng nhà mình á, rồi nó chắc mạnh đó ha. Đây chiến đấu dữ dội lắm. À, bây giờ thì làm bộ giáp của bạn, bộ giáp thiếu đang thiếu cái còn có da nữa ha, thiếu cái tai với lại cái đôi giày, cái hai cái đó thì cần có da. Da trong này có nè, nó ăn hôi được nè. Đây rồi, ok, đôi giày với cái tai luôn, vậy là đã đủ một bộ bạn. Còn con bờ te bên đây thì ủa mất tiêu rồi, ôi, đang đánh lộn quay qua quay lại mất tiêu luôn các bạn. Bữa nay mình thấy con bọ ngựa nữa nè, bọ ngựa cái này phải có dead worm, phải có từng dead worm te mới nhanh được. Rồi con đã tính xa đi, bây giờ thì mặc cái này vô các bạn để khám phá sâu trong sa mạc thử có được không nha, thử xem có đủ sức để chống nóng vô trong đó không. Đó mà mới phía bên đây thấy ấm ấm mà đang vô sâu phía bên trong chút nữa là bắt đầu nóng dữ lắm. Bọn ngựa nữa nè, ra đi anh, hình như được các bạn, đi được đi được, đúng rồi. Ui, không được, nóng lắm, nhưng mà cố đi ăn vô thử này. Trong này hình như chỉ có mấy con dead worm ở trong này thôi, máu của mình tuột xuống nhanh quá. Không được rồi, không được rồi, thôi mình sẽ khám phá bên đây thử các bạn, xem coi có đỡ nóng hơn không không. Phía bên đây thì đỡ hơn các bạn. Bên đây có mấy con đồ y hả? Ui bạn kilo luôn nè các bạn. Ui. Được 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 được. Ê, kilo này vừa tầm với mình nè, 180. Turbo này 10.000 ấy, turbo 10.000 bắt được á. Đây con Velo hả? Velo nó hơi căng. Bên đây có cả đồ y nữa các bạn. Ủa một bộ combo luôn chứ gì nữa. Lên cao cao mình khám phá thêm thử coi. Trước khi bắt ăn, đi khám phá trước rồi đã. Rồi trên này đồ y nhiều lắm các bạn. 500 mấy đồ y nữa. Velo sao rớt. Bên đây có những cái công trình hiện đại nè. Qua phía bên đây nhìn tới nó thảo nguyên tiếp nữa các bạn. Vậy là vòng vòng sa mạc là thảo nguyên nha. Mình coi lại map đây. Đúng rồi, góc ở trên này góc sa mạc rồi. Nhìn xa xa bên kia như là khu tuyết các bạn. Thấy bên kia có núi tuyết rồi không? Bên đây là khu rừng chắc là gỗ đỏ nè. Bên kia chắc là khu crystal bự thì sao á. Wow, trời crystal. Bây giờ phải tìm một con ăn kilo để mình bắt này. Mà chỗ nào nó an toàn chút các bạn, trên này nhiều thú nguy hiểm quá anh, như mấy con Velociraptor này nè, quá là nguy hiểm. Mình đang bay dọc theo cái rìa của cái map đó các bạn, đó đi tới đâu là hình như nó spawn tới đó luôn hay sao á, bay tới đâu nó spawn tới đó ăn. Bây giờ mình sẽ tìm một cái con gì đó farm bạn, mà level cao cao chút ha, vừa tầm á. Đây có con đôi nữa bạn, đôi này cũng được á, khu vực này nhiều đôi lắm, biết đằng xa đôi 500 mấy các bạn. 500 mấy thì turbo nhiều quá ăn, đánh không biết tới khi nào nó xỉu luôn á. Và nó ăn berry, bên kia có con 80 nè, đó là con 100 mấy được các bạn. Nhưng mà xung quanh đây thì có mấy con Tony nữa không, Tony nguy hiểm quá. Rồi tới chỗ các bạn, mình tìm thêm một con Ankylo nữa đi. Bên đây đôi quá trời đôi nè, có một con Ankylo kìa. À, nhưng mà đô Ankylo này Ankylo bình thường á, có cần đô đô nổ nữa. Thôi thôi né con quỷ nổ nổ các bạn, ngày hôm qua nó nổ một phát xém chút nữa chết cái con ba sừng của mình luôn bạn. Ba sừng của mình đâu đó 8-9 ngàn máu á, nó nổ một phát một đánh chết luôn á. Ở phía bên đây nè, đó ăn kilo nè các bạn, 500 mấy luôn hả. Nhưng mà khu vực này thì nhìn xung quanh nó có con velo này nguy hiểm nè các bạn, với mấy con bọ cạp rồi ăn. Còn bên đây thì còn bình thường. Ôi có velo bạn, có velo nguy hiểm nè, velo này chắc mình đánh nó được không, thử đây xuống mình ghĩa cho nó một cái. Ôi có đâu đâu nổ, thấy 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 nó rồi bạn, đó mấy quỷ này giống như kiểu sát thủ Reaper ăn. Nó tới nó nổ nè, tới nó nổ nè. À nó chỉ nổ mình thôi chứ bạn, nó không nổ mấy con kia ăn. Đó mình sẽ tìm cách mình dụ nó xuống phía bên dưới luôn các bạn, hai con thôi. Để đi ngồi trên cái con măng ti co đó bạn, mod này có cả măng ti co nữa ăn. Tính ngừng chân tới đây nhưng mà thấy con măng ti co ghê quá ăn. Bên đây có Angelo nè, Angelo 520 rồi ngon quá. Có cả Golem nữa hả?
Trời, Demonic này là hung dữ lắm các bạn. Không được rồi. Giờ tôi có con Ankylo ngon quá mà quá nguy hiểm luôn. Chỗ này nó spawn cũng nhiều nữa. Mình phải tìm một chỗ nào đó an toàn mới được. Chỗ này nguy hiểm quá. Đó, đi tới đâu thì nó spawn tới đó luôn anh. Nó spawn liên tục ra các bạn. Toàn là Velo. Rồi, cái con gì dí à? À, con dê hút máu à. Dê hút máu, dê hút máu. Mình sẽ cắt đuôi đó bạn bằng cách là lưỡi 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 đại trong này á. Đó, nó chuyển sang màu trắng là nó quên mình rồi đó. Ở dưới thì nguy hiểm quá, trên này thì cũng vậy thôi, cũng rất rất là nguy hiểm á. Sa mạc này toàn là mấy con quái thú rồi không á, quá nguy hiểm. Cái này có ai kilo nữa nè, 300 mấy các bạn, 300 mấy, 300 mấy chắc được á. 300 mấy này thì 16.000 tu bao ha. Để xung quanh nha, coi chừng mấy con đô đô, các bạn sợ nhất mấy con đô đô á. Ở đây có con gì chết nè, xuống mình thôi, thịt nó liền. Velociraptor nó đang bị tấn công. Rồi Ankylo này 320 được các bạn, vừa thích với mình nè. Chỉ có 16.000 turbo thôi. Và trên kia xuống rồi kìa. Mấy con quỷ đâu đâu đánh hơi từ xa ấy, ghê ăn. Nuốt ở phía bên trên. Mà nó xuống tới dưới này luôn rồi. Mình phải từ từ dụ dụ nó. Đúng rồi. Ra phía bên ngoài này các bạn, mình dẫn nó ra phía bên ngoài hết ăn. Vừa lại mấy con Ankylo thôi. Trong khi có mấy con dê. À, Utiran nữa. Và mấy con đó thì nó đâu rồi? À đây đây đây, nó đây các bạn. Đậu xuống đất là nó thấy mình liền ha. Đó, mình bay bay ở trên nó không, nó bỏ mình nha. Mà mình đậu xuống đất là nó sẽ tìm cách nó tấn công mình liền. Có quỷ nhỏ đó kìa. Nó chưa lên được, chưa lên được. Đây rồi. Tốt nhất là mình nên giữ khoảng cách với nó, sợ nó. Đúng rồi, đúng rồi. Ai da, đây là các bạn. Cuối cùng cũng loại trừ được một con thôi. Bây giờ chỉ còn mấy con Velociraptor trong này thôi. Rồi, một con Ankylo ra đi rồi. Đánh phụ nó các bạn. Đánh phụ nó một cái đi. Rồi, nó cũng sắp đi luôn rồi. Vẫn còn một con Velo nữa. Con này chắc mình chơi được á. Con này bình thường thôi, chắc chơi được. Dứt, dứt. Dứt, cái đó thì bay lên phía bên trên liền. Ồ, nó vô đánh luôn các bạn, ghê không? Nhưng mình đánh được. À, ok. Cùng mình đi Honey nữa. Honey đang đánh với Dewey chắc được các bạn. Bây giờ mình sẽ Bola thử là được không nha. Thử xem coi cái Bola này có dính được cái con Ankylo không. À, dính được các bạn. Mình sẽ sử dụng cái giá đó mình chọn đó. Ui, nó đánh phát 200 mấy các bạn, ghê vậy. Ồ, đào 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 đào. Cái này chắc phải có mũi tên ha. Mình đây một con 100 nữa bạn. Ôi, một bộ combo luôn rồi. Farm đá với farm mây tàu luôn. Rình rình mình chọt nó một cái nữa. Xa quá chọt không tới ha. Rồi nó bỏ chạy rồi. Máu nó ít quá nó bỏ chạy rồi. Rồi xung quanh đây hình như an toàn đó bạn. Chỉ còn có Ankylo này thôi. Máu của nó đang hồi phục dần dần trở lại. Mình thì bola hay một phát đây dính nè. Ở phía đằng sau thì à, chọn cái đuôi nó được các bạn. Vậy thì mình cứ chọn cái đuôi nha. Nếu mà mình sử dụng cái dùi chui thì à, cái dùi chui không tới ăn, nhưng cái giáo này tầm đánh nó xa hơn nè, mình có thể chọn được. Nhưng mà phải chọn từ từ thôi chứ không em nó đi, em nó yếu quá rồi. Phải chờ đợi cho em nó hồi phục máu trở lại các bạn. Trên này con này nha, con này chết rồi. Thôi mình lấy keratin của nó luôn anh. Nó vào phía bên kia nó bỏ chạy vậy. Mình phải chặn đường lại chứ không nó rớt xuống dưới nữa. Lùi lùi qua phía bên kia đi anh. Phía bên kia mình thấy nó an toàn hơn á. Chắc cho nó thêm cái bola nữa. Đó, để dính lại một cái. Dọt thêm một phát nữa. Đó. Giờ cái đuôi nó là có sẽ có 4 giây tăng turbo lên dần dần anh. Đó, chọc chọc vậy thôi mà cũng lên được 2.000 turbo rồi nè. 16.000 turbo với là berry nữa. Berry ở đây thì có mấy bụi cây nè, không biết farm được không. Đây, quay trở lại mình chọc hình cái nữa. Đó, dính thêm một phát nữa. Nhẹ nhẹ tay với nó, nhìn nó đây giống bông hiếm quá. Nhưng mà không phải, berry bình thường thôi. Lên con này cho chắc ăn các bạn. Đứng dưới đất nguy hiểm quá. Con này mình sẽ cho lên thêm chút tốc độ đi. Bay 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 lên bay lên bay lên
Trời ơi, đang nâng điểm cho nó đang múa. Trời ơi. Ok. Trời ơi, nó múa, nó xè cánh, nó làm tùm lum tùm la hết. Bây giờ thì Bola thêm một cái nữa nè, được nè. Đó. Sau đó thì mình chọn vô đầu nó thử là được không. À được luôn các bạn. Đó, tăng turbo lên liền. Với cách này thôi dần dần em nó sẽ trở thành đệ tử của mình. Bữa nay có thêm một con nữa chắc mình sẽ chọt luôn con này một cái đi anh. Đó, bắt hai con cùng một lúc luôn các bạn. Nó cũng sẽ tăng lên theo thời gian, còn con này thì xuống chọt thêm một cái nữa đi. Đó, lên 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 lên. Bola thì chuẩn bị sẵn cái Bola. Để chuẩn bị tóm con này anh, con này 200 mấy máu nè. Thêm một cái nữa. Đang thắng cái Bola rồi. Để lại cho nó cool down Bola xong cái dính. Ok. Thêm một phát nữa nè. Wow, còn 100 mấy máu thôi. Thì mình sẽ tập trung phía bên đây con Doi đi anh. Doi đâu. Đó. Doi này thì nó không đánh lại mình, nó bỏ chạy không à. À đánh rồi. Thêm một phát nữa nè. Còn phía bên đây thì 200 mấy máu đang tăng lên. Tiếp tục. Thêm một phát nữa. Con này thì 2000 mấy máu anh, cho nên là chọn thoải mái. Xuống đĩa cho một cái là lên. Mình chọn 77 đam thôi. Nó đánh là 6 mấy đam. Đại của mình còn nhiều máu cho nên không sợ nó đâu. Giờ tiếp được. Giết một cái. Còn phía bên đây thì thêm một phát nữa đi. Rồi lên trên liền. À với cách ngồi trên con này chắc mình cũng không cần sử dụng tới cái Bola đó anh. Cứ lên xuống rỉ rỉa nó vài phát thôi. Đó. Lại có thời gian tăng lên. Bên đây thì đang tăng máu lên nè. Có máu rồi thì giúp cho một cái. Thì là hai con này sắp cửa trở thành đệ tử của mình rồi. Nhưng mà quan trọng là ăn kilo các bạn. Ăn kilo. Ôi đủ level luôn nè. Level 36 là học được rồi. Còn con Doi thì 37 à 34 được ngon. Vậy đủ hết luôn các bạn, chỉ cần tìm mấy cái show cho nó nữa thôi á, làm cái yên cưỡi là có thể cưỡi được rồi. Bên kia chạy đâu, lùa nó ngược trở lại các bạn, để nó đi tới những cái khu nguy hiểm nữa. Ủa nó chạy luôn phía bên này á, chặn đường đó thôi. Ủa chặn đường đó là nó đánh mình luôn à. Bola lại đi. Đúng rồi. Đó, Bola vậy cho nó đảm bảo rằng nó không chạy lung tung đâu. Gán chọt cho nó cái. Rồi, quay trở lại phía bên đây. Mình chọt nó nãy giờ cả buổi các bạn, cuối cùng thì nó lên được có 15.000 turbo. Trời ơi, lâu cực kỳ luôn á. Mình chọt con này phát, con kia phát các bạn. Đó, chọt bên đây một cái anh. Rồi qua phía đây chọt con Doi cho một phát. Doi sắp sửa cũng xỉu nè. Đó, chăm sóc hai con cùng một lúc. Rồi qua trở lại chọt tiếp con phía bên đây. Nhưng mà con này hơi ít máu anh. Phải chọt từ từ nhẹ nhẹ tay nó. Hồi nãy mình mới lượm được trong cái xác các bạn. Được cây giáo nè, cây giáo độc mà kiểu như iron luôn các bạn. Nãy giờ mình sử dụng cái giáo đồng anh. Tự nhiên lượm được trong cái xác của mấy con Velo á. Hồi nãy bị con Ankylo đánh chết các bạn. Đó, cái được cây giáo anh. Nhưng mà Bola, mình Bola nhiều quá. Nó bị hư luôn rồi. Mình cứ tưởng cái Bola nó vĩnh viễn độ bền chứ ai ngờ. Quăng nhiều quá, nó bể luôn cái Bola luôn rồi. Dọc thêm một cái nữa. Đà rồi, sắp sửa lại, sắp sửa rồi. Còn ở phía bên đây thì đây, bỏ chạy bạn. Turbo tăng cao quá rồi. Sao mà hai con này chạy hai hướng khác nhau vậy? Đó, nó xa quá, khó chăm sóc lắm luôn á. Tìm cách mình chặn đường đó các bạn. Đúng rồi, quay xe đi cưng. Con này xỉu trước đi anh. Bây giờ không có Bola cho nên không có giữ chân nó lại được. Chỉ có thể tọ chọt thôi. À đây, cuối cùng nó cũng đã xỉu bạn. Mình sẽ đánh dấu nó lại luôn ha. Chờ đợi cho nó đói nhiều nhiều đây rồi mình nhét berry cho nó ăn luôn. Còn bây giờ phải quay trở lại chăm sóc con Ankylo được. Bên đây gần gần chỗ con rồng á, cũng hơi ghê ghê. Phải lùa đi. Đúng rồi. Lùa nó về chỗ cái con ăn con Doi bên kia luôn các bạn. Okay. Bên kia đánh lộn tùm lum rai kìa, thấy ghê quá. Cano mà 400 ghê vậy chứ. Bên đây còn quái thú không à. Hồi nãy mình còn thấy có cả cái con Griffin đó bạn. Griffin mà Demonic nữa. Nó bay đâu phía bên trên núi trên trên á. Ờ là nó không xuống như này chắc cũng đi. Griffin mà Demonic nó tận 40 mấy ngàn máu các bạn.
quá là khủng khiếp với cái sức của mình trong giai đoạn này. Đây rồi, chuẩn bị thêm một phát nữa thôi. Đây rồi, xỉu. Đủ sức không? Chắc xỉu bạn. Ok, cuối cùng đã xỉu hai con cùng một lúc luôn rồi. Ngon lành, đánh dấu lại luôn. Dưới này mình thấy có mấy cái bụi berry dưới này các bạn. Lượm mấy cái bông thím không? À, lượm được tơ ra. À, với bên đây gần sa mạc các bạn cho nên là farm được tơ ra. Mình phải sinh tồn ở bên gần khu sa mạc đó các bạn. Có gì xài nấy đi ăn. Lượm berry ở phía bên đây để cho mấy con đệ của mình nó ăn. Rồi tìm cách đem nó về mới được. Một chuyến đi về sẽ là một chuyến rất là gian nan đây rồi. Mình sẽ tiếp tục bỏ đồ ăn vô cho nó ăn các bạn. Ở trên sa mạc lâu quá đó các bạn thì bắt đầu mình bị khát nước rồi cho nên phải ăn berry xanh vô hả bạn. Ăn trái xanh này vô cho đỡ ăn. Trời, lượm berry nãy giờ trên này. Ankylo của mình thì sắp sửa cũng cũng đủ hả bạn. Nó cần năm mươi mấy trái ăn nhưng mà lên được 20 mấy% rồi. Chắc là đủ hả bạn. Nhưng mà bây giờ mình phải lượm. À, nãy mình có cái xương rồng trong trong này á. Xương rồng mình ăn nha. À, cũng tăng được nước rồi các bạn. À, thì mình ăn tạm xương rồng đi. Vậy chặt một ít các bạn. Cái gì này mình chặt ít nha. Đây đây có nè. Đó. Với cái điều này thì thu thập được rất rất là nhiều xương rồng luôn á. Mình sẽ thử xem coi. Với cái cây cuốn này các bạn. Đập vô cây xương rồng thì nó sẽ cho ra được cái gì đây. À, cũng tháp ha. Cũng tháp với lại cái thuốc pháp thôi. Cũng y vậy anh. Rồi sử dụng cái rìu đi. Cái rìu mình thấy có vẻ nhiều hơn á. Đó, trăm mấy luôn bạn. Có 300 mấy cái ăn là hồi phục nước lại. Ôi nó lên nước nhanh lắm luôn á. Nước của mình sắp đầy rồi nè. Nếu mình ăn liên tục vô thì lát này chắc cũng sẽ đầy nữa thôi. Và ở đây thì rảnh tay mình sẽ lượm thêm một ít berry nữa bạn. Pick up và trong này mình có nè các bạn. Còn có da, có fiber, có clean. À vậy là phải đi đào clean đó bạn. Ở đây thì đá thì rất là nhiều rồi. Cho nên sẽ cạo luôn ít đá đây. Mình đập lên ít đá lấy ít clean. Này còn được đá không vậy? Cái sử dụng cái rìu có clean nhiều hơn không nha? Đó, cái rìu cũng có clean đó bạn. Cái rìu này độc đáo ở chỗ là có thể farm được cả mây tàu nữa. Cho nên khi đập được cục đá sẽ được clean. Giờ mình chế tạo cái bích ra. Ôi cái bích úp hình như chế tạo phải ở đây các bạn. Chết không? Trời ơi, ở trên một cái đền. Vậy là phải về cái căn cứ mới có thể chế tạo được các bạn. Bên đây mình không chế được rồi. Vậy mấy con này tem xong là phải để cho nó nằm ở đây. Sau đó về chế tạo cái bích úp ăn. Rồi quay trở lại bích úp lên hình vai của mình á. Mình mới có thể đưa nó về được. Và con phiếu đây sắp xong rồi nè. À, xong rồi đó các bạn. Ở đây. Mình sẽ cho nó chạy nhanh nhất hơn. Wow. Để nó gần gần cục đá thử coi. Wow, tự farm này các bạn, tự farm nè. Đó, cũng giống giống như kiểu của Vanilla hang tự farm luôn. Và cho nó một chút đam ở đây. Kéo là gần chỗ con Ankylo luôn các bạn. Nó chạy nhanh lắm đó nha. Đó, 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 con gặp. Wow, điện thật sự. Chắc mình sẽ để nó ở đây đi ha. Con này thì chắc là lát nữa cũng sẽ xong thôi. Bây giờ mình phải làm một chuyến chạy về nhà mới được. Con này còn nè. Hết berry hả? Mình sẽ cho nó ít berry vô bạn cho nó ăn đi. Để nó đây, bắt siêu hết nha. Mình phải về để chế tạo cái. Ui, 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 ui. Rồi, 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 rồi. Ngoài con đâu đâu. Rồi luôn. Ankylo của mình ra đi luôn rồi các bạn. Vậy là chỉ có được em này thôi, kém chết luôn nữa nè. Quỷ đô đô đâu xuất hiện đúng lúc như vậy. Rồi luôn, Angela không có duyên trở thành đệ tử của mình nữa bạn, chỉ có được con này thôi. Thôi đi về bạn, bây giờ phải để nó ở đây thôi. Mình sẽ đi về để mình chế tạo cái bích ốc an đem qua cái bên đây để bích thôi. Bên đây còn mấy con Angela nữa nè các bạn. Angela phía bên đây thì nhiều lắm. Nhưng phải về trước đã. Có cái bích ốc cho nó an toàn đi ăn. Rồi bắt lại con Angelo sao vậy? Gian nan cực lắm mới có thể đánh được cho nó xỉu á. Kết quả bị con đô đô nó phá đám á. Bên này Angelo cũng có nè. Golem nữa anh. Ủa quỷ đô đô nổ nữa các bạn. Đây nữa nè. 600 luôn. Đó. Quất một phát. Cái đền này hình như là không cần có năng lượng hết các bạn. Đặt ra chắc là sử dụng được luôn á. Cho nên là đặt ra kế bên luôn các bạn, lắp theo một cái hàng luôn á, cho nó thẳng hàng cho nó đẹp.
này liên quan tới thằng Hamed có đôi giày các bạn. Trong này thì liên quan tới pick up sang cái liều đúng không? Ok, mình cần cái pick up. Nhất luôn cái pick up. Pick up để biết sử dụng sao đây nữa. Lần đầu tiên sử dụng pick up của Gaia các bạn. Để thử xem coi. Mình sẽ thử với lại con khủng long ba sừng của mình một phát các bạn. Một cái sử dụng hoài luôn các bạn. Bây giờ thì giống giống như của Eternal phải. Eternal cơ chế pick up cũng giống như vậy nè các bạn. Vậy là giống giống của Eternal á. Một cục này mình có thể sử dụng cho cái con đệ của mình luôn chắc được á. Được luôn các bạn. Vậy là một cục thôi là sử dụng hoài luôn á. Bây giờ thì quay trở lại các bạn. Qua trở lại để pick up con đôi của mình đem về á. Chưa có bàn dịch chuyển cho nên bây giờ phải bay tới bay lui vậy nè. Mình đang trên đường quay lại các bạn. Mình thấy có con bọ ngựa này nè. Con này không biết farm được Dolima không. Mình sẽ xuống mình thử luôn các bạn. Cắn thử một cái thôi. Cái đánh cháy cũng ghê lắm á. Nhưng mà mình nghĩ cho mình đánh nó được. Đó mình đánh lại nó cũng cháy được các bạn. Nó đánh lửa đỏ mình đánh lửa xanh ha. Được Dolima nè. Vậy là mình chỉ còn thiếu mấy cái mạch điện nữa thôi các bạn. Vì mấy con test nữa ăn. Đánh nó thôi là mình sẽ có được thêm mấy cái mạch điện là thay chế tạo được bàn tay le rồi. Vậy là qua phía bên đây farm mấy con bọ ngựa cũng cũng được. Phía này hay spawn mấy con bọ ngựa lắm. Gần gần sa mạc thì nhiều ha. Đó phía bên đây có nè các bạn. Rồi 200 nó con đệ đi của mình thì đang dần dần hồi phục máu trở lại. 200 đánh nó thì chờ nó yếu yếu đi các bạn. Nó đang đánh lộn tùm lum la nè. Chờ nó yếu yếu đi cái mình giết nó. Chứ hình như có con nhỏ nhỏ nữa kìa. Hình như con chim nhỏ Miroraptor hay gì á. Con nó giống như con của mình các bạn nhưng mà phiên bản vanilla nhỏ xíu à. Rồi đi rồi. Còn bọn ngựa thì sắp rồi. Ủa hai con nó quay kìa. Bên kia con xe robot nè. Nhanh nhanh mình ăn thịt con này luôn các bạn. Dứt xuống dứt. Xuống cắn túi bụi liền. Là gãy xương. Ui ui nó đánh mình bị mất nữa các bạn. Ai da ai da. Ăn vô. Rồi. Hên quá không chết các bạn. Chút xíu máu thôi nó giết kìa. Mấy con giống con đệ của mình nè các bạn. Là đánh là có thể mất máu trên lưng thú luôn á. Rồi hên là mình nhìn ống máu kiểu các bạn chứ không mình đi rồi. Lấy thịt xuống ăn thôi. Rồi ăn vô hồi máu lại. Rồi giết kìa nó giết dai sợ à. Dí hoài luôn á. Tính xuống ăn hôi con bộ ngựa thôi mà không được rồi. Em nói đây rồi. Bây giờ thì chắc cơ vô một cái ăn. Không phải chắc cơ mà là bích úp. Dứt cho một quá. Rồi bích úp lên đó bạn. Đó em nó đã lên trên vai của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ vòng qua trở lại ăn. Sẵn trên chuyến đường quay trở lại các bạn. Xem mấy con ăn kilo nào mà cùi cùi không. 140 được cũng được nữa bạn. 140 thì chắc cũng đỡ bạn. Bắt tạm con này đi chứ con kia bây giờ mất tiêu rồi. Phải xem lại con này thôi. Velociraptor nè. Để em mình xuống mình chọt con này các bạn. Làm lại cuộc đời. Đó dụ nó ra phía bên ngoài đi. Trong đó nguy hiểm quá. Đây có mấy con kiến nha. Kiến không sao. Bô la nãy quên sửa lại nữa. Chọt nó được cái nó cũng giả là cái chứ đâu có dạng dừa đâu. Nhưng mà con này lần này thì dễ hơn rồi. Con nãy 300 mấy ăn mà chết uổng quá. Con này chủ yếu để farm thôi. Về 30 tờ thôi cho nên là không cần ở bờ cao lắm đâu. Dễ bắt là được. Mình khi đánh lộn gì chí ché dữ à. Con dơi nó liều, nó qua nó kiếm mình các bạn. Con dơi này dơi vanilla hay sao á, dơi khổng lồ vanilla. Đánh được. Cứ tưởng nó nguy hiểm nhưng mà đánh được. Dơi này nhỏ ăn. Ok. Tên là khổng lồ nhưng mà nó lại là phiên bản nhỏ của Vanilla thôi. Berry nãy còn sót lại của con kia nè. Con này cần hai mấy trái thôi các bạn là được rồi. Vậy bây giờ mình phải để nó nằm đây á. Sau đó mình sẽ về để mình có cái con đồ y nhà trước cái đã. Rồi quay trở lại. Đây rồi. Mình sẽ bỏ em nó ở nhà các bạn. Đó. Bây giờ thì phải là một chuyến quay trở lại nữa. Rứa cái con Ankylo luôn. Ankylo nãy giờ bên bển các bạn được hai mấy phần trăm rồi nè. Quay trở lại tới bên đó chắc là em nó cũng gần xong luôn rồi đó. Có mấy con kiến, thử con kiến trước. Mình phải cho lên trên vai của mình trước cho chắc thằng các bạn, đi ghê quá. Đây, bật up lên. Rồi, ngon rồi bạn.
mọi thứ cũng đã ổn rồi, sợ nó chết giống nãy đâu quá. Trên đường bay về căn cứ các bạn, mình thấy có mấy con này nè. Đây, con này dễ nè bạn. Đó, con này dễ ăn, dễ farm được cái slow của nó trên nhất luôn. Nó phun nước miếng thì hơi bị mù chút thôi. Và mình nhận được cái quần nữa hả? À, quần cỏ bạn. Quần cỏ này chắc là sẽ xịn hơn quần này rồi. Đó, 100 mấy giáp nè. Hồi nãy mình đánh con gì bạn, có thêm được cái tay nữa. Tay này tay chi tim. Không phải, tay này là tay copper các bạn, tay đồng á. À, đây đây đây, có thêm một con nữa bạn. Ngon luôn. Dứt liền. Né. Ây da. Vậy mà né không được không? Nếu không được thì dòm đam tới thôi. Đam coi con này nó cho mình gì nè. Ủa, cho mình thêm một cái rìu đồng nữa các bạn. Đúng không? Thêm một cái rìu nữa mà không biết rìu gì. Cũng giống như cái rìu của mình nè. Rìu mình được 50%, còn cái rìu này thì chỉ có cộng thêm 15% khi mà thu hoạch thôi các bạn. Vậy không ngon bằng á. Chỉ biết được thêm cái sơ nữa nè. Gần gần nhà của mình thôi, nó hay xuất hiện mấy con đó lắm. Mấy con đó dễ farm. Ui, Raptor nữa nè. Không. Raptor thì chưa cần cho nên thôi bỏ qua đi ăn. Đi về phía bên trong mình luôn các bạn. Vậy là mình về đến căn cứ của mình rồi đây. Đây rồi. Đúng một cái cho anh kia lao vào phía bên ngoài. Mình đang chế tạo cái yên cưỡi, nó chắc chắn là trong cái bàn này nè. Trong này thì còn 5 cái xô, bỏ mình có 4 cái bạn. Yên cưỡi này con Tero không phải. Ủa. Yên với đôi với anh kia lao nó chế đâu không? Đôi được chế tạo trong. À, cái bàn đâu đó phía bên này các bạn, đây đây phía bên này nè, cái này trước đi anh, giết đuôi trước bạn để farm đá trước đi, hay giết Ankylo, Ankylo cũng đủ luôn nè, nhưng mà phải bật cái máy này lên, đó, kích hoạt năng lượng lên anh, sau đó thì bật cái này lên luôn, mới thể chế tạo được, chắc là mình sẽ cho Ankylo trước đi các bạn, để có thể farm mây tàu anh, còn đôi này thiếu là 5 cái crow nữa ha, vậy là phải làm một chuyến đi vòng vòng máu các bạn, để săn thêm anh, qua bên sa mạc thì săn được nhiều lắm. Đây, để ở đây mình sẽ lắp cho con Ankylo của mình luôn. Mình sẽ thử với cục Crystal nha. Wow, nhiều Crystal đó các bạn. Con này thì farm được battery không? Đập bể các bạn nhưng không farm được. Còn chuột phải thì nha. Đúng rồi, chuột phải farm được nè các bạn. Farm cũng ngon lắm chứ bộ. Nhưng mà phải lên farm mây tàu thử các bạn. Cho thử cục đá cái đi. Cục đá thì được Flint. Đúng phong cách của Ankylo rồi đó. Còn mây tàu thì phải pha mà được mây tàu nhá. Quốc thử tục mây tàu một cái. Đó, 100 mấy mây tàu liền các bạn. Một hit nè. Hai hit nè. Ba hit. Ủa, 500 mây tàu. Quá xịn sò. Tổ máy siêu pha của mình đây rồi. Vậy là sắp tới mình chỉ cần quay trở lại bên khu vực sa mạc các bạn. Hoặc đi vòng vòng chỗ gần khu vực của mình cũng được. Tìm mấy con cùng hại các bạn. Đánh tìm mấy cái slow ha, 5 cái slow đó thôi là mình có thể có được yên cưỡi cho con đôi rồi. Có đôi đó các bạn là mình sẽ farm được rất nhiều đá. Mình đang tính là xây dựng một cái căn nhà trên cái đảo bay các bạn. Đó. Bên đây thì đảo bay nhiều lắm các bạn. Xây dựng căn nhà trên đảo bay. Để mình lên đảo bay rồi có nhiều nha. Điện thoại bay lên trên này thôi. Thôi hòn đảo này bự nữa bạn. Hòn đảo này tính ra nếu mà xây dựng trên này cũng hơi nhỏ. Trên này có berry tùm lum la nè. Còn lên trên này thì sao? Đảo trên này chắc còn nhỏ hơn nữa anh. Nhưng mà nếu mà mình xây dựng trên này mình có thể bắt cái cầu các bạn. Đó, xây dựng những cái cầu anh đi qua kết nối những cái đảo này lại. Là mình sẽ có được ba cái đảo luôn á. Đảo mình để thú, đảo xây nhà được anh. Đảo này cao nhất là xây nhà này hợp lý đó bạn. Đảo phía bên đó để mình đệ tử của mình anh. Với là phía bên dưới này nữa. Cũng được á chứ. Cũng ngon các bạn. Đó, đó là dự án của mình trong thời gian sắp tới. Vậy trong tập ngày hôm nay các bạn qua bên sa mạc phát hiện ra rất là nhiều quái vật ở phía bên đó ăn, bắt về được một con đôi với Ankylo. Trong thời gian giữa hai tập chúng mình sẽ đi farm thêm đồ các bạn để chế tạo yên cửa cho em nó luôn ha, để có một cỗ máy siêu farm đá cho mình. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài đó bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy những video của mình cũng như series sinh tồn trong phần chơi Arca thì đừng quên cho mình xin một like video cũng như một đăng ký kênh, mình có động lực làm thêm những video tiếp theo bạn cùng xem nhé. Còn bây giờ thì bye bye.